Mến chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài tiếp theo là bài 11 và bài 12, biểu diễn reng. Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có reng. Tìm hiểu về chi tiết có reng, cô mời các em quan sát các chi tiết sau. Đây là chi tiết bên dưới nè, chi tiết này gọi là dendrite. Đây là bu lông. Đây là đai ốc. Vậy thì các chi tiết có reng này có công dụng gì? Các em nhìn đi, bu lông chi tiết, hai chi tiết này được ghép lại với nhau nè. Hoặc là chai nước các em uống đó, thì ở cổ chai có reng, nắp chai có reng. Vậy thì reng có trên cổ chai với nắp chai á, thì có công dụng gì? Dùng để ghép nối hai chi tiết này lại với nhau. Vì reng có công dụng là dùng để ghép nối các chi tiết hay là truyền lực. Chúng ta tìm hiểu về quy ước vẽ reng. Có các loại reng sau. Đầu tiên là reng ngoài hay còn gọi là reng trục. Mời các em quan sát, đây là chi tiết có reng ngoài. Gọi là chi tiết này tên là gì các em? Gọi là bu lông. Là đây phần phía bên tay phải là có reng nè. Thế thì reng ngoài là reng được hình thành ở bề mặt nào của chi tiết? Là ren được hình thành ở mặt ngoài của chi tiết. Thứ hai là ren trong hay còn gọi là ren lỗ. Đai ốc là chi tiết có ren lỗ. Vì ren lỗ là ren được hình thành ở bề mặt nào của chi tiết em? Được hình thành ở mặt trong của lỗ. Đây là hình cắt, hình bên dưới nè. Đây là hình cắt ha các em. Hình cắt nên có kẻ những đoạn song song đó. Chúng ta tìm hiểu về quy ước vẽ ren ngoài hay còn gọi là ren trục. Cô mời các em quan sát hình. Ở đây, đối với ren trục thì có đường đỉnh ren, đường chân ren, đường giới hạn ren. Giới hạn ren là giới hạn giữa một phần có ren và một phần không có ren. Vậy đối với cái hình đầu tiên, hình bên tay trái thì lớp thấy nè. Một bên có ren và một đầu không có ren, do đó cần có một cái đường giới hạn ren, giới hạn giữa một bên có ren và một phần không có ren. Vậy các em hãy quan sát coi, đường đỉnh ren vẽ bằng nét gì? Đường chân ren vẽ bằng nét gì? Đường giới hạn ren vẽ bằng nét gì? Vòng đỉnh ren, vòng chân ren vẽ bằng nét gì? Thực hiện phần điền khuyết. Ở đây có các gợi ý cho các em. Đường nét thì chúng ta có hai lựa chọn là liền đậm và liền mảnh. Còn vị trí thì có hai lựa chọn là bên ngoài và bên trong. Vậy câu đầu tiên hỏi đường đỉnh ren vẽ bằng nét gì? Vị trí của đường đỉnh ren so với chân ren. Đường đỉnh ren thì vẽ bằng nét liền đậm và vị trí là bên ngoài so với chân ren. Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và bên trong so với đỉnh ren ha. Đường giới hạn ren thì vẽ bằng nét liền đậm. Vòng đỉnh ren vẽ bằng nét liền đậm bên ngoài. Vòng chân ren vẽ bằng nét liền mảnh bên trong. Và lưu ý vòng chân ren chỉ được vẽ 3/4 vòng tròn. Rồi đây là quy ước vẽ ren ngoài hay là ren trục. Tiếp theo tìm hiểu về quy ước vẽ ren trong hay còn gọi là ren lỗ. Cũng y vậy, các em hãy nhìn xem đường đỉnh ren vẽ bằng nét gì, hình 11.5. Hình cắt và hình chiếu của ren lỗ. Quan sát hình vẽ và cho biết đường đỉnh ren vẽ bằng nét gì, vị trí so với chân ren. Và đường chân ren vẽ bằng nét gì, vị trí đường giới hạn ren. Rồi. Đối với đường nét thì có hai lựa chọn, đó là liền đậm và liền mảnh. Vị trí thì có hai lựa chọn là bên ngoài và bên trong. Đường đỉnh ren thì vẽ bằng nét liền đậm bên trong. Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh bên ngoài. Đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm. Vòng đỉnh ren vẽ bằng nét liền đậm bên trong. Vòng chân ren vẽ bằng nét liền mảnh bên ngoài và vẽ 3/4 vòng tròn.
Rồi sau khi đã biết được quy ước vẽ ra ngoài, ra trong, các em có nhận xét gì? Quy ước vẽ ra ngoài và ra trong thì nó có đặc điểm nào giống nhau? Giống nhau về đường nét. Tức là đường đỉnh rang đều được vẽ bằng nét liền đậm. Đường chân rang thì vẽ bằng nét liền mảnh. Giới hạn rang thì vẽ bằng nét liền đậm. Tức là đường nét thì hoàn toàn giống nhau. Khác nhau duy nhất đó chính là vị trí của đỉnh rang. Nếu rang ngoài thì đỉnh rang nằm bên ngoài. Nếu rang trong thì đỉnh rang nằm bên trong. Ha. Khác nhau là vị trí của đỉnh rang. Đây. Khác nhau đây các em. Đây so sánh ha, so sánh quy ước vẽ rang trục và rang lỗ. Trường hợp rang nhìn thấy. Đó là khi đối với rang ngoài thì nhìn thấy, đối với rang trong mà muốn nhìn thấy thì người ta phải vẽ hình cắt. Do đó có vẽ những đường gạch gạch này các em thấy không? Đối với rang trong mà muốn nhìn thấy được thì đây hình chiếu ở vị trí hình chiếu đứng người ta vẽ hình cắt nha. Đối với trường hợp rang nhìn thấy thì đường đỉnh rang, đường giới hạn rang, vòng đỉnh rang được vẽ bằng nét liền đậm. Đường chân rang, vòng chân rang thì được vẽ bằng nét liền mảnh. À, vòng chân rang thì chỉ vẽ 3 phần tư vòng tròn. À, đây là phần quy ước mà các em sẽ nhớ. Còn trường hợp rang bị che khuất. Rồi các em nhìn đố các em chứ rang bị che khuất nó là rang ngoài hay rang trong? Nhìn vào vị trí hình chiếu cạnh á, nhìn vào vòng đỉnh rang á. Đây là rang trong ha, rang trong mà do là không có vẽ hình cắt á, do ở vị trí hình chiếu đứng không có vẽ hình cắt á các em. Do đó là cái đường đỉnh rang, đường chân rang và đường giới hạn rang không nhìn thấy được nên vẽ bằng nét đứt. Vậy trường hợp rang bị che khuất thì đường đỉnh rang, đường chân rang, đường giới hạn rang được vẽ bằng nét đứt. Còn vòng đỉnh rang, vòng chân rang thì vẽ giống quy ước của rang trong. À, bạn nào mà muốn xem clip viết bài thì đây là cái nội dung viết bài của bài 11 nè, cô để lại cho lớp xem nè. Bài 11 có cái bài tập ở phía sau, các em làm bài tập nha. Xem xét các hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của rang trục, hình nào vẽ đúng? Rang trục hay là còn gọi là rang ngoài á. Vậy rang ngoài thì hình chiếu đứng, đỉnh rang nằm bên ngoài hay bên trong? Trong ba hình ABC hình nào đúng? Rồi tiếp tục hình chiếu cạnh. Hình chiếu cạnh đối với rang trục thì vòng đỉnh rang là nằm bên ngoài hay bên trong? Ba hình D, E, F hình nào vẽ đúng? Các em làm đánh dấu vào sách nha, hoặc là điền vào tờ giấy nháp ha. Có các loại rang, phần có thể em chưa biết. Gồm có rang hệ mét. B là rang ống trụ, C là rang ống côn, D là rang thang cân, E là rang thang nghiêng, F là rang vuông, hình dạng của cái chân rang ha. Phần ký hiệu của rang là phần có thể em chưa biết của bài số 12 nè. Các em xem cái phần này để chúng ta làm bài thực hành á, làm bài thực hành số 12 nha. Phần có thể em chưa biết của bài 12 nè, chúng ta xem để chúng ta làm giải thích cái bài thực hành nè. M20 nhân 1. Phần 2 nhỏ. Trong ký hiệu rang có ghi ký hiệu dạng rang, ký hiệu đường kính D của rang, bước rang B, hướng xoắn. Nếu rang có hướng xoắn phải thì không ghi hướng xoắn, nhưng nếu rang có hướng xoắn trái thì người ta sẽ ghi chữ là LH. Ví dụ M20 nhân 1. M là ký hiệu rang hệ mét, 20 là kích thước đường kính D của rang, 1 là kích thước bước rang và không có ghi ký hiệu gì tiếp theo thì sẽ hiểu là rang có hướng xoắn phải do là không ghi ký hiệu. Và thường thường thông dụng nhất thì là rang thông thường sẽ có dạng là hướng xoắn phải ha. Vậy thì thế nào là rang có hướng xoắn phải? Thế là khi mà chúng ta xoay cùng chiều kim thì nó sẽ tiến vào để ghép chặt mối nối, thì là rang có hướng xoắn phải. Ví dụ như cái chai nước mà các em hay uống á, thì chúng ta khi chúng ta xoay cùng chiều kim thì nó sẽ tiến vào để ghép chặt cái nắp chai và cái cổ chai lại, để ghép chặt hai chi tiết lại với nhau, thì đó là rang có hướng xoắn phải.
Và khi mở ra thì các em sẽ xoay ngược chiều kim thì nó sẽ mở ra. Còn nếu hướng xuống xuống trái thì sẽ ngược lại. 12 thực hành. Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có rèn. Một la mã chuẩn bị ghi là sách giáo khoa. Hai la mã nội dung ghi là đọc bản vẽ chi tiết vòng đai 12.1. Ghi các nội dung cần hiểu vào mẫu như bảng 9.1. Rồi trình tự đọc bản vẽ 12 như sau. Cũng có 5 bước, một là khung tên. Trả lời câu hỏi tên gọi chi tiết, vật liệu, tỷ lệ. Tên gọi chi tiết các em nhìn qua khung tên. Nhìn qua khung tên. Đó là phần chữ viết in hoa. Vật liệu thì phần khung tên có, tỷ lệ có. Rồi lớp sẽ làm đúng phần này. Bước thứ hai, hình biểu diễn. Hỏi tên gọi hình chiếu. Vị trí hình cắt. Ở đây có hai hình vẽ. Thì hình bên tay, hình bên trái á, thì có kẻ những đoạn song song. Hình bên phải thì mới là hình chiếu. Hình bên trái là hình cắt nha. Hình có kẻ song song là hình cắt. Hình bên phải mới là hình chiếu. Vậy thì người ta hỏi tên gọi hình chiếu là người ta đang hỏi cái hình bên phải đó. Hình bên tay phải là hình chiếu gì? Rồi tiếp tục hỏi vị trí hình cắt. Vậy thì hình cắt đang nằm vị trí của hình chiếu nào? Phần này là phần liên quan tới bài 2 vị trí các hình chiếu á. Nếu trường hợp bạn nào không biết tên hình chiếu gì thì quay về bài 2 cho cô. Phần mở lại vị trí các hình chiếu, ba hình chiếu đó, gọi tên sao? Ba hình chiếu được đặt thế nào trong bản vẽ? Phần 3 kích thước chung. Và kích thước các bộ phận. Đối với phần kích thước á, kích thước chung thì đây là khối tròn xoay nha. Khối tròn xoay nên chúng ta sẽ ghi hai kích thước chung ha. Kích thước chung là kích thước cần thiết để tạo nên chi tiết. Và ở bài số 6 á, khi chúng ta học khối tròn xoay thì có hai kích thước phải không? Là có một đường kính và một kích thước theo trục còn lại. Vậy ở đây lớp nhìn coi có hai đường kính phi 14 với phi 18. Em sẽ chọn đường kính lớn nhất để ghi kích thước chung và một kích thước theo trục còn lại. Kích thước các bộ phận giải thích nè. Phi 18 là đường kính lớn, phi 14 là đường kính nhỏ, 10 là chiều gì? Thì đó là bài cũ nha. Dựa vào trục kích thước thì 10 lúc này gọi là chiều gì? Mở lại bài cũ. Mở lại bài số 4 á. Bài số 4 mà cô nói ba trục kích thước á là có đó. M 8 x 1 thì giải thích M là gì, 8 là gì, 1 là gì. Là rang có hướng xoắn gì. Bước thứ tư yêu cầu kỹ thuật. Cho hỏi biện pháp gia công thì nhìn qua yêu cầu kỹ thuật coi gia công là làm gì. Xử lý bề mặt là gì, người ta có ghi trên bản vẽ nha. Bước thứ năm, mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết. Hãy các em phải cho biết là chi tiết này có khối hình gì. Chi tiết này là dạng khối gì? Ở bài số 6, lật lại bài 6 nha. Khối gì? Nhìn vào hình chiếu thì nhìn ra nè. Và bên trong có đặc điểm gì? Khối gì là một ý. Bên trong có đặc điểm gì? Ý thứ hai. Công dụng. Đây là chi tiết có ren trong thì nó sẽ được lắp với chi tiết có ren ngoài hay là ren trục. Bạn sẽ thấy nó ở trên chiếc xe đạp, cọc lái xe đạp. Công dụng là dùng để lắp với ren trục của cọc lái xe đạp. Đây là nội dung của bài 12. Các em sẽ soạn bài và chúng ta tới tiết học. Chúng ta sẽ làm trên Google Form, một bạn trong nhóm làm thôi. Lấy điểm cho cả nhóm. Bạn nào có soạn bài thì lấy điểm. Bạn nào không chịu soạn bài thì cô không lấy điểm nha. Chúc các em làm bài đạt điểm cao. Chào các em. Hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo là bài 13 và bài 13 và bài 15. Đây là nội dung viết bài của bài 12. Bạn nào mà muốn viết bài trước á, thì các em nhìn vào đây viết ha.